Hi, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì Bảo đang đứng ở trong một ngôi nhà được trang bị đầy đủ nội thất ở tại Imon, nhưng mà giá thì chưa tới 1.8 tỷ. Hiện tại thì phòng khách chủ nhà sẽ trang bị cho mình một bộ bàn sofa, kệ TV. Tiếp theo là không gian của phòng bếp thì mình sẽ có gì? Ở đây chủ nhà đã trang bị cho mình là bếp từ, máy hút bùn, kệ tủ bếp trên, kệ tủ bếp dưới, bồn rửa 2 chậu và kèm theo một bàn ăn 4 ghế. Tiếp theo là không gian của phòng ngủ thì gia chủ đã thiết kế cho mình là 3 phòng, trong đó có một phòng ngủ master. Phòng ngủ master sẽ được trang bị đầy đủ là chăn ga, gối nệm, tủ quần áo và trong đó có một cái toilet riêng dành cho phòng ngủ lớn. Tiếp theo là hai phòng ngủ nhỏ thì chủ nhà cũng bàn giao cho mình đầy đủ là chăn ga, gối nệm và các kệ tủ cần thiết. Và tiếp theo đó nữa là có một cái toilet dành cho hai phòng ngủ nhỏ. Rồi căn nhà này là được thiết kế xây dựng trên thửa đất là ngang 5 dài 25, có thổ cư đến 60 mét. Và còn thêm một cái sân đậu ô tô cực kỳ thoải mái, 4 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ hay là bán tải đều được. Thì